Tập 7. Làm gì vậy sư muội? Muội đâu có làm gì đâu. Sư muội à, hai chúng ta vẫn còn chút thời gian, hay là muội luyện kiếm với ta, ôm lại những gì đã học đi. Được thôi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là không biết sư huynh có còn nhớ bộ kiếm pháp chúng ta tự nghĩ ra lúc nhỏ không. Đương nhiên còn nhớ rồi. Ta còn nhớ lúc đó chúng ta thề là sẽ dùng bộ kiếm pháp này quét sạch võ lâm, xưng bá giang hồ.
cho ta. Chuyện này Đại Dương, thần tán thành. Thành lớn hơn đồn, nước lâm nguy. Thần được tôn kính, Dương bị khinh. Đại Dương bỏ chức tướng quân, vô cùng anh minh. Đại Dương anh minh. Đại Dương anh minh. Đại Dương anh minh. Theo ý của thần, Văn Tính Hầu đã bãi chức rời Tần, nhưng hắn và 6 nước phương Đông tranh đấu nhiều năm, nổi danh khắp nơi, từng nắm đại quyền trong thành Hàm Dương, đã biết quá sâu về Đại Tần của ta. Nếu như Đại Dương để Văn Tính Hầu liên kết với nước khác, e sẽ có hậu hoạn. Vì vậy, theo như thần thấy, nên cho người theo dõi mọi việc làm của Văn Tính Hầu tại nơi cư ngụ. Ái Khanh nói rất có lý. Triệu Công, có di thần. Chuyện này sẽ giao cho Khanh. Thần tuân chỉ. Sao rồi? Ấm hơn rồi chưa? Sư huynh nè, Quỳnh có còn nhớ hồi chúng ta còn nhỏ, muội thường lén ra ngoài để ngắm trăng không? Nhớ chứ. Ta còn nhớ lúc đó, chỉ cần trăng rất lớn rất tròn thì muội nhất định bắt ta đi ngắm trăng với muội. Muội nhớ có một lần, lúc đó muội chạy rất là nhanh. Khi muội quay đầu thì phát hiện sư huynh không đuổi kịp. Sau đó muội bắt đầu thấy rối bời, hoang mang tới nỗi đi lạc vô trong rừng luôn. Ta cũng nhớ lần đó. Sau đó khó khăn lắm mới tìm được muội. Muội vừa nhìn thấy ta thì đã khóc thật to. Làm ta giật cả mình luôn. Cho dù muội ở đâu, Quỳnh đều có thể tìm ra được. Lúc còn nhỏ, muội cứ lớn lên, tư tưởng lớn lên thì có thể hiểu được niềm vui của cuộc đời. Nhưng không ngờ sau khi lớn lên, muội mới biết lúc nhỏ không ưu không phiền là tốt nhất. Mấy ngày qua muội cứ nhớ lại câu lúc cha cha còn sống nói với muội: hãy sống cho mình, đừng sống cho mọi người. Sinh ra trong thời loạn, sao muội có thể sống cho bản thân được chứ? Sư huynh à, nếu huynh chịu mai danh với muội, không màng giang hồ, muội bằng lòng mạo hiểm chấp nhận bị Tần Dương truy sát, cao bay xa chạy chứ huynh. Đúng vậy. Mong là lần này tỷ học hỏi được nhiều. Y phục khô rồi, chúng ta về thôi. Điều qua tiên sinh đang chờ chúng ta. Sư huynh à, huynh có từng thích Lệ Nhi không? Huynh xem Lệ Nhi như muội muội, hay huynh xem Lệ Nhi là nữ nhân? Muội xin lỗi, suy nghĩ nên muội mới. Sư muội à, Lệ Nhi.
cả đời này trong lòng ta chỉ có muội mà thôi. Ta không có gì hết, ta không biết có thể làm gì cho muội. Nhưng từ khi biết suy nghĩ, ta đã thề sẽ chăm sóc muội, mãi mãi không phụ muội, không làm muội đau lòng. Lệ Nhi, nếu kiếp này không được chăm sóc cho muội, ta sống không có ý nghĩa. Quỳnh nhất định phải sống, phải sống vì thiên hạ. Quỳnh phải nhớ thật kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù Quỳnh ở đâu, thì trái tim của muội mãi mãi cũng chỉ thuộc về Quỳnh. Quỳnh phải nhớ kỹ đó. Dù là lúc nào, muội cũng thuộc về Quỳnh. Sư muội à, muội đang nghĩ gì vậy? Muội đang nghĩ là muội thật sự là quá hạnh phúc, không dám nghĩ mọi thứ là thật. Lệ Nhi, từ nay trở đi, dù muội có đi tới đâu, ta cũng sẽ nắm chặt muội, sống chết không rời.
Ta đi đây. Đừng nhớ cẩn thận đó. Công tôn cô nương, cô nương dự định khi nào đi? Quần tần đang trên đường tới đây rồi. Tiên sinh à, phiền ông chăm sóc cho sư huynh của tôi. Để huynh ấy làm chuyện dại dột gì tôi, huynh ấy có trách nhiệm lớn hơn. Tôi không muốn huynh ấy lỡ việc gì tôi. Cô cứ yên tâm. Cung nghênh công tôn cô nương hồi cung. Cung nghênh công tôn cô nương. Thank you.
Yên Tường Kiếm, Cao Tiệm Ly. Ánh mắt lanh lợi, thân hình rắn rỏi, nội khí đầy đủ, quả nhiên là cao đồ của Công Tôn Dũng. Giả bối Kinh Kha, bái kiến Cao đại hiệp. Khỏi nói như cậu khách sáo, giữa các kiếm khách thì nên dùng kiếm chào hỏi. Xuất chiêu đi. Cung thỉnh Công Tôn cô nương vào cung. Công Tôn cô nương, hậu cung là nơi các phi tần ở, vì an nguy của đại dương, ngoài các thị vệ trong cung không ai được mang kiếm vào. Kiếm thanh đồng của tôi do gia gia tặng tôi. Tôi theo gia gia tôi diện kiến Tiên Dương nước vệ và ngụy quân đều mang theo nó. Ngài có lý do gì ngăn cản tôi? Thiên hạ hiện nay có người muốn hại đại dương, luật lệ cung tần khác với các nước khác, không thể gặp chung được. Xin Công Tôn cô nương giao lại. Đừng làm di thần khó xử. Phải dùng tính mạng cất giữ nó. Tới ngày tôi xuống mồ, phiền hãy chôn nó theo tôi. Công Tôn cô nương, cô cứ yên tâm. Mời. Quả nhiên là Công Tôn kiếm pháp ngay thẳng ôn hòa, kiếm khí dưỡng dàng, phong thái đại hiệp. Chỉ tiếc là... Ý của tiền bối là... Cậu vướng bận quá nhiều, tính quá ôn hòa. Nếu có thể thả lỏng, nhất định sẽ càng bất phàm. Tiếp tục, xuất chiêu đi. Đa tạ tổ thái hậu để cho người mở. Ai gia biết là con thích ăn. Người Sở chúng ta quen ăn cơm, đại tần khô hạn, chủ yếu là dựa vào lúa mạch của phương Bắc. Ăn lâu dần đúng là cũng muốn ăn gạo trắng. Chỉ tiếc là
Những món mỹ vị nhân gian năm xưa ta từng được ăn ngay tại sở cung, thật sự không tài nào mang đến cho đại vương cùng ta thưởng thức. Tổ Thái Hậu nói rất đúng. Nhắc tới đại vương, không biết Tổ Thái Hậu liệu có hay tin dạo này đại vương đã đưa một dân nữ nước về không? Dân nữ nước về? Dạ phải, một người tên là Công Tôn Lệ, xuất thân là dân nữ Bộc Dương nước Vệ. Đại vương đặc biệt hạ lệnh truy tìm ở khắp nơi. Chúng thần cứ tưởng ả là trọng phạm loạn đảng, đại vương mới làm truy bắt khắp nơi. Không ngờ hôm nay Vệ úy Lý Trọng đã đưa ả đi thẳng vào hậu cung. Bây giờ đang được cả bọn cung nữ hầu hạ ả tắm rửa. Người này không phải công chúa, cũng đâu phải con quan, mỹ nhân bảy nước cũng đâu thiếu. Con thật sự không thể hiểu nổi tại sao đại vương lại đưa người này vào cung. Một ả dân nữ của vong quốc có tài đức gì mà vào vương cung đại tần? Tổ Thái Hậu nói rất phải. Đại vương vừa mới thành niên, chính sự bề bộn, chuyện trong hậu cung đều do ai gia phò tá. Nếu thật sự xuất hiện loạn đảng sẽ khiến đại vương lo lắng. Phi tần hậu cung có người nào không phải do Tổ Thái Hậu chọn lựa kỹ càng mới vào cung? Cả con, Mẫn phu nhân, các vị mỹ nhân, lương nhân, mọi người đều có thể hòa thuận, kính trọng lẫn nhau. Bây giờ xuất hiện dân nữ không rõ lai lịch, nếu có chuyện gì sẽ gây tổn thất. Dù gì đại vương cũng là nam nhân, nổi hứng ra dân gian để mắt tới vài mỹ nhân liền đưa vào cung, cũng không có chuyện gì to tát hết, phải vậy hay không? Tổ Thái Hậu nói rất phải. Đừng đỡ trên mặt mà. Tôn cô nương, có chuyện gì vậy? Cô ấy cầm dao nhọn, không cho cung nữ tới gần. Mau lùi ra. Công tôn cô nương, trở thành lương nhân là chuyện rất nhiều người muốn mà không được. Cô cần gì phải làm như vậy? Công tôn cô nương, Truyền Thái Y, Truyền Thái Y. Cô nương à, chẳng lẽ thần đã... Sao? Sao vậy? Cô nương, thần xin nói thẳng, cô nương đã thất tiết rồi phải không? Ông đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là ta bị gì? Bẩm cô nương, thần phải bẩm lên đại vương trước rồi mới bẩm báo với cô. Cô nương tha mạng. Nói cho ta biết ngay, rốt cuộc là ta bị gì? Cô nương, cô đã có thai rồi. Sư muội, sư muội, ta về rồi. Đi qua tiên sinh. Kinh thiếu hiệp. Đi qua tiên sinh. Triều ca đường xa xa xôi, sao mới đó cậu đã về tới rồi? Cậu gặp được Yên Tường Kim chưa? Đương nhiên đã gặp rồi. Lần này tỷ võ với cao đa tạ Điền Quan tiên sinh sắp đặt giùm tôi. Cao đại hiệp còn nói đưa tôi tới nước Tề, nhưng mà tôi không có tâm trạng đi. Có thê tử không thể đi xa mà. Tôi vào tìm sư muội. Sư muội. Thiếu hiệp. Có chuyện gì? Sư muội của cậu đi rồi. Đi rồi? Nghĩa là sao? Công tôn cô nương tới nước Tần rồi. Ông nói gì vậy?
cô ấy biết rõ Tần Dương đã bắt cô ấy, tại sao còn tới nước Tần? Đúng vậy, cô ấy bảo ta giấu cậu. Thật ra thuốc giải cậu vừa uống do cô ấy đến Hàm Dương mang nó về đây cho cậu. Hàm Dương? Kinh động như vậy làm sao giải được? Muội vào thành để hỏi phương thuốc, nghe nói ở đó có rất nhiều danh y có thể giải độc. Muội đã hỏi thăm rất nhiều người, họ nói có một vị phương sĩ có thể giải được độc này là một bà lão nói cho muội biết. Trời ơi, huynh đừng có hỏi nữa mà. Huynh cố gắng dưỡng thương tốt là được rồi. Không phải huynh nói huynh còn phải luyện kiếm thuật, sau đó bảo vệ cho muội hay sao? Huynh như vậy làm sao dưỡng thương được chứ? Thì ra cô ấy chỉ gạt ta thôi. Cô ấy không muốn nói ra sự thật này. Điền Mộ vẫn luôn suy đoán có lẽ giữa cô ấy với lại Tần Dương đã có sự trao đổi. Tại sao vậy? Là cô ấy muốn cứu mạng cậu. Cậu hiểu không? Lúc cô ấy ra đi chỉ mang theo thanh đồng kiếm do gia gia cô ấy để lại với chiếc khăn mà cậu tặng cho cô ấy. Kinh Thiếu Hiệp, Kinh Kha, Cho. Nói thật thì nước Tần cũng vậy, Hạ Hầu Ương cũng vậy, muội không hề bận tâm tới họ. Muội chỉ muốn cùng sư huynh tìm một nơi yên ắng, tránh xa mọi ân oán giang hồ, sống một cuộc đời bình dị. Huynh nhất định phải sống. Huynh phải sống vì thiên hạ. Huynh phải nhớ thật kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù huynh ở đâu, thì trái tim của muội mãi mãi cũng chỉ thuộc về huynh. Huynh phải nhớ kỹ đó. Đại Dương gia đao. Tất cả lui ra. Dạ. Cô đã giữ lời. Tôi tới vì sư huynh của tôi. Đã vào Dương cung của quả nhân thì đừng hòng rời khỏi nửa bước. Tại sao lại là tôi? Chỉ cần đại dương, rất nhiều chư hầu sẽ dâng lên hàng vạn mỹ nhân cho người hưởng thụ. Tại sao cứ phải là tôi mới được chứ?
Những nữ nhân hễ gặp ta là thần phục thì vô vị. Tôi không phải là con rối. Cô càng chống đối ta như vậy thì ta càng muốn có được cô. Cô thích cắn người? Bẩm báo đại dương, có chuyện gì? Liên quan tới chuyện của công tôn cô nương. Truyền. Dạ. Thần tham kiến đại dương. Thái y có chuyện gì mà cấp bách vậy? Bẩm báo đại dương, hôm nay lúc thần bắt mạch cho công tôn cô nương, cô nương đã... Cô ấy có chuyện gì? Thần cao lỗi, theo thần chuẩn đoán thì cô nương hiện đã mang thai hơn một tháng rồi. Lui. Dạ. Cô tưởng bổn như không dám giết cô hay sao? Hả?